Lời nói đầu tiên, Quốc Vũ xin kính chào cô bác chị các bạn. Lời chào thân thương và trân trọng nhất. Dám nói con thương nàng đã lâu rồi mà không dám hé môi, ngại vì không cùng tôn giáo thôi. Lạy Chúa, con thương nàng rất ngoan đạo, thương nàng thương hay đi xem đi, con yêu nàng rất đơn sơ, màu áo trắng trinh nguyên với nét môi hồng thắm thêm duyên. Con yêu nàng tình yêu rất chân thành, tình yêu không tình yêu trái ngang. Lạy Chúa, con xin nguyện Chúa trên trời cho trọn niềm tin ơn trên Thiên Chúa. Con xin được sống bên nàng, người con gái đoan trang kính mến tôn thờ Chúa. Con gái đoan trang kính mến tôn thờ